Hồng Y xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates Income Tax Inc., nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Cơ quan di cư Liên Hiệp Quốc ước tính hôm 26 tháng 5 rằng hơn 670 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất lớn ở Papua New Guinea, trong khi các nỗ lực cứu cấp vẫn tiếp tục. CNA đưa tin chiếc máy bay của Singapore Airlines vốn được sử dụng cho chuyến bay mà một hành khách thiệt mạng trong tình trạng nhiễu động nghiêm trọng đã quay trở lại Singapore hôm 26 tháng 5, 5 ngày sau khi hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok. Ông Khalif Yeyes, người đứng đầu Hiệp hội Trang lưỡi liềm đỏ Ai Cập ở Bắc Sinai cho biết, khoảng 200 xe tải chở hàng viện trợ, trong đó có 4 xe tải chở nhiên liệu, dự kiến sẽ vào Gaza hôm 26 tháng 5 qua cửa khẩu Kerem Shalom. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 26 tháng 5 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Đức hôm 26 tháng 5 trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Một nhà lập pháp cao cấp của Mỹ thăm Đài Bắc ngày thứ Hai cho biết vũ khí mà Đài Loan đặt mua cuối cùng đang trên đường tới, và các cuộc tập trận hăm dọa của Trung Quốc vào tuần trước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường răn đe. Bắc Hàn ngày thứ Hai lên án Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vì cam kết giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, mô tả tuyên bố chung của ba nước sau hội nghị thượng đỉnh ở Nam Hàn là một sự khiêu khích chính trị nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền của nước này. Philippines phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương kéo dài 4 tháng ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã lên tiếng rằng Việt Nam sẽ thúc đẩy chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Hà Lan tới Việt Nam. Chuyến thăm được dự kiến thực hiện hồi tháng 3 nhưng Hà Nội phải hoãn do chuyện nội bộ. Một tòa án ở Trà Vinh vừa y án 4 năm tù đối với ông Thạch Cương và 3 năm 6 tháng tù đối với ông Tô Hoàng Chương, hai nhà hoạt động cho quyền của người bản địa Khmer Krom ở đồng bằng sông Cửu Long. Và sau đây là bản tin chi tiết. Cơ quan di cư Liên Hiệp Quốc ước tính hôm 26 tháng 5 rằng hơn 670 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất lớn ở Papua New Guinea, trong khi các nỗ lực cứu cấp vẫn tiếp tục. Truyền thông sở tại trước đó ước tính rằng trận lở đất hôm 24 tháng 5 đã chôn vùi hơn 300 người. Tổ chức di cư quốc tế cho biết ngày 26 tháng 5 rằng chỉ có 5 thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát. Cơ quan này ước tính số người chết dựa trên thông tin được cung cấp bởi các quan chức tại làng Jambali ở tỉnh Anger, vốn cho biết rằng hơn 150 ngôi nhà đã bị chôn vùi trong trận lở đất hôm 24 tháng 5. Shahan Astapros, người đứng đầu phái đoàn của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Papua New Guinea, cho biết trong một tuyên bố. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết hơn 6 ngôi làng đã bị ảnh hưởng bởi trận lở đất ở vùng Mulitaka của tỉnh, cách thủ đô Port Moresby khoảng 600 km. Astapros cho biết đất vẫn lở, đá rơi, đất mặt bị nứt do áp suất tăng liên tục và nước ngầm vẫn chảy, do đó khu vực này đang gây ra rủi ro rất cao cho mọi người. Tổ chức di cư quốc tế cho biết người dân đã rời bỏ hơn 250 ngôi nhà gần đó để đến nơi trú tạm cùng người thân và bạn bè của họ, và khoảng 1.250 người đã phải di tản. Tổ chức di cư quốc tế cho biết hơn 100 ngôi nhà, một trường tiểu học, các cơ sở kinh doanh nhỏ và quầy hàng, một nhà khách và một trạm xăng đã bị chôn vùi. Văn phòng Papua New Guinea của Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 3 thi thể đã được tìm thấy từ khu vực có 50 đến 60 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi 6 người, trong đó có một em nhỏ, được kéo ra khỏi đống đổ nát và may mắn còn sống. Họ cho biết nhiều người trong số những người bị chôn vùi vẫn chưa được tìm thấy khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu cấp vẫn tiếp tục ở khu vực miền núi của đất nước, nơi có chung đảo New Guinea với Indonesia.
CNA đưa tin chiếc máy bay của Singapore Airlines vốn được sử dụng cho chuyến bay mà một hành khách thiệt mạng trong tình trạng nhiễu động nghiêm trọng đã quay trở lại Singapore hôm 26 tháng 5, 5 ngày sau khi hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok. Một người đàn ông Anh 73 tuổi đã tử vong vì có thể đã bị đau tim và hàng chục người bị thương hôm 21 tháng 5 sau khi chuyến bay SQ321 bay từ London đến Singapore gặp phải hiện tượng mà hãng hàng không mô tả là nhiễu động bất ngờ và nghiêm trọng khi bay qua Myanmar. Chuyến bay chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn phải chuyển hướng tới Bangkok để hạ cánh khẩn cấp. Một bệnh viện ở thủ đô Thái Lan cho biết hôm 26 tháng 5 rằng 41 người trên máy bay vẫn đang nằm viện ở Bangkok. 5 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt, 3 người Úc, 1 người Anh và 1 người New Zealand. Dịch vụ theo dõi chuyến bay cho biết rằng chiếc máy bay mang số hiệu chuyến bay SQ9071 rời Bangkok vào buổi sáng và đến Singapore vào khoảng buổi trưa. Singapore Airlines nói với CNA rằng Singapore Airlines đã nhận được sự chấp thuận cần thiết từ các cơ quan hữu quan ở Singapore và Thái Lan, các nhà điều tra và nhà sản xuất máy bay, đồng thời máy bay đã được các đội kỹ thuật và điều hành chuyến bay của chúng tôi cho phép trước khi rời khởi hành quay trở về. Ông Khaled Chayes, người đứng đầu Hiệp hội Trang lưỡi liềm đỏ Ai Cập ở Bắc Sinai cho biết, khoảng 200 xe tải chở hàng viện trợ, trong đó có 4 xe chở nhiên liệu, dự kiến sẽ vào Gaza hôm 26 tháng 5 qua cửa khẩu Kerem Shalom. Đài truyền hình Al Qahira News TV, trực thuộc nhà nước Ai Cập, đã chia sẻ video trên trang mạng xã hội X về điều mà họ nói là xe tải viện trợ khi chúng tiến vào cửa khẩu. Cửa khẩu biên giới Rafah vốn là cửa khẩu chính chuyển hàng viện trợ và thương mại vào Gaza đã bị đóng cửa gần 3 tuần, kể từ khi Israel nắm quyền kiểm soát phía cửa khẩu của người Palestine khi tăng cường tấn công quân sự trong khu vực hôm 6 tháng 5. Một số hàng thực phẩm cho Gaza đã bắt đầu bị hỏng vì cửa khẩu Rafah bị đóng cửa. Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết hôm 24 tháng 5, Ai Cập và Mỹ đã đạt được thỏa thuận gửi viện trợ qua cửa khẩu Kerem Shalom gần đó của Israel cho đến khi đạt được các thỏa thuận pháp lý để mở lại Rafah từ phía Palestine. Một cơ quan giám sát nạn đói toàn cầu đã cảnh báo về nạn đói sắp xảy ra tại nhiều khu vực ở Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 26 tháng 5 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới. Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng của Nga trong cuộc xâm lược kéo dài 27 tháng của nước này. Trong những tuần gần đây, lực lượng của Nga đã tiến quân trên chiến trường và tăng cường không kích vào các thành phố và Kyiv hy vọng cuộc họp vào tháng 6 tại Thụy Sĩ sẽ giúp gây áp lực quốc tế lên Tổng thống Nga Putin. Trong đoạn video bằng tiếng Anh được quay bên trong một nhà in bị phá hủy và cháy đen hôm 23 tháng 5, trong một cuộc không kích của Nga, ông Zelensky nói rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ cho thấy ai trên thế giới thực sự muốn chấm dứt chiến tranh. Nga nói, họ không thấy ý nghĩa của hội nghị này mà Moscow hiện không được mời tham dự. Lời kêu gọi của ông Zelensky được đưa ra 2 ngày sau khi các nguồn tin Nga nói rằng ông Putin sẵn sàng ngưng cuộc chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn được đàm phán để công nhận các chiến tuyến hiện tại. Ông Zelensky và những người ủng hộ Ukraine nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ giúp Nga tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Đức hôm 26 tháng 5 trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Sau đó, ông sẽ tham dự cuộc họp nội các song phương, trong khi hai cường quốc lớn nhất của Liên minh châu Âu tìm cách thể hiện sự thống nhất trước cuộc bầu cử nghị viên Âu Châu vào tháng tới. Chuyến đi của ông Macron tới thủ đô Berlin là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Pháp tới Đức trong 24 năm. Chuyến thăm được xem như một cuộc trắc nghiệm về mối quan hệ Đức-Pháp, vốn thúc đẩy việc hoạch định chính sách của Âu Châu,
vào thời điểm có những thách thức lớn đối với Âu Châu. Từ cuộc chiến Ukraine đến khả năng ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz có phong cách lãnh đạo rất khác nhau và đã bất đồng công khai về các vấn đề từ quốc phòng đến năng lượng hạt nhân kể từ khi lãnh đạo Đức lên nắm quyền vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, gần đây, họ đã đạt được thỏa hiệp trên nhiều mặt trận như cải cách tài chính, cho phép Âu Châu đạt được các thỏa thuận về thể hiện một mặt trận thống nhất hơn. Một nhà lập pháp cao cấp của Mỹ thăm Đài Bắc ngày thứ Hai cho biết vũ khí mà Đài Loan đặt mua cuối cùng đang trên đường đến và các cuộc tập trận hăm dọa của Trung Quốc vào tuần trước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường răn đe. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc thu phục hòn đảo này, trong khi đó chính phủ Đài Loan bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Trong hai năm qua, Đài Loan đã phàn nàn về sự chậm trễ trong việc giao vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như phi đạn phòng không Stinger, trong khi các nhà sản xuất lại cung cấp cho Ukraine để hỗ trợ nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Dân biểu đảng Cộng Hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, nói hạm đội của quân đội Trung Quốc tuần trước đã gửi một thông điệp rất mạnh mẽ tới Hoa Kỳ. Ông McCaul nói với các phóng viên sau khi hội kiến Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức với tư cách là người đứng đầu phái đoàn lưỡng đảng gồm 5 nhà lập pháp Mỹ khác. Chúng tôi đang xúc tiến vào những hệ thống vũ khí đó. Tôi muốn thấy việc này diễn ra nhanh hơn, nhưng vũ khí đang tới. Các thành viên khác của phái đoàn là dân biểu, dân kim từ bang California, Joe Wilson từ bang South Carolina và Andy Barr từ bang Kentucky. Tất cả đều thuộc đảng Cộng Hòa và hai dân biểu đảng Dân Chủ là Jimmy Banesta từ California và Chrissy Hollohan từ bang Pennsylvania. Đài Loan cần có đủ vũ khí để cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thấy rằng rủi ro nhiều hơn lợi ích nếu xâm chiếm hòn đảo này. Ông Macau cũng đảm bảo rằng bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục. Ông lại hội kiến ông Moscow trước đó tại văn phòng tổng thống, nói rằng ông sẽ tăng cường năng lực quốc phòng và cho thế giới thấy quyết tâm của người dân Đài Loan bảo vệ quê nhà của họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Moscow và các nhà lập pháp khác đến Đài Loan bất chấp phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh và họ sẽ đưa ra những biểu đạt nghiêm khắc. Năm ngoái, Bắc Kinh đã áp đặt chế tài lên ông Moscow sau khi ông tới Đài Loan và hội kiến Tổng thống, khi đó là bà Thái Anh Văn. Trung Quốc đã gia tăng áp lực lên Đài Loan trong 4 năm qua, bao gồm việc tiến hành các hoạt động quân sự gần như hàng ngày gần hòn đảo này. Bắc Hàn ngày thứ Hai lên án Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vì cam kết giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, mô tả tuyên bố chung của ba nước sau hội nghị thượng đỉnh ở Nam Hàn là một sự khiêu khích chính trị nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền của nước này. Bắc Hàn đã thông báo về kế hoạch phóng một hỏa tiễn trước ngày 4 tháng 6 để phát triển một vệ tinh, khiến ba nước kêu gọi dừng bước đi này mà sẽ hỗ trợ khả năng tấn công hạt nhân của quốc gia bị cô lập này. Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên ở Nam Hàn kể từ năm 2019, ba nước đã tìm cách hợp tác về an ninh, nhắc lại lập trường về hòa bình, ổn định khu vực và phi hạt nhân hóa bán đảo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Hàn phản bác rằng, cuộc thảo luận như vậy là một sự xúc phạm không bao giờ được tha thứ và là một lời tuyên chiến chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Người phát ngôn nói thêm rằng, một bước đi như vậy phủ nhận chủ quyền và hiến pháp bất khả xâm phạm của Bắc Hàn, phản ánh ý chí thống nhất của toàn thể nhân dân Bắc Hàn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không nêu đích danh Bắc Hàn mà kêu gọi tất cả các bên giảm căng thẳng. Trung Quốc đã khiến Bắc Hàn tức giận khi chấp thuận các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn từ năm 2006 đến năm 2017. Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã cùng Nga ngăn chặn các chế tài mới và kêu gọi nới lỏng các biện pháp hiện hữu.
Bắc Hàn phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo vào tháng 11, sau hai lần thử trước đó đều thất bại vào năm 2023. Philippines phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương kéo dài 4 tháng ở Biển Đông. Việc áp đặt lệnh cấm đánh cá hàng năm làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines nói, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh đình chỉ các hành động bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Philippines. Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh cá hàng năm trên vùng biển Biển Đông và Philippines thường xuyên phản đối lệnh này. Lệnh cấm năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9. Bộ Ngoại giao Philippines phản đối lệnh cấm thông qua một công hàm ngoại giao, nói rằng nó bao trùm các vùng biển trong hải phận của nước này. Philippines nhấn mạnh rằng việc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá sẽ làm gia tăng căng thẳng ở biển Tây Philippines và biển Nam Trung Hoa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Terrero tuần trước nói, các quy định của Trung Quốc về việc cảnh sát biển của họ có thể hoạt động ở Biển Đông như thế nào là một sự khiêu khích. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi khối lượng vận tải tàu biển trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Các yêu sách lãnh thổ của nước này trồng lấn các vùng biển mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Năm 2016, một tòa án trọng tài quốc tế phán quyết yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã lên tiếng rằng Việt Nam sẽ thúc đẩy chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Hòa Lan tới Việt Nam. Chuyến thăm được dự kiến thực hiện hồi tháng 3, nhưng Hà Nội phải hoãn do chuyện nội bộ. Truyền thông Việt Nam loan tin hôm 23 tháng 5 khi tường thuật cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte diễn ra vào chiều ngày hôm trước. Hai bên đồng ý phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của nhà vua và hoàng hậu Hòa Lan trong thời gian tới. Hồi tháng 3, nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam, khi ấy là ông Võ Văn Thưởng, vua và hoàng hậu Hòa Lan sắp lên đường thăm Hà Nội thì đột ngột chuyến đi bị hoãn. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của vua William Alexander và hoàng hậu Maxima theo lời mời của ông Thưởng vốn dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, chuyến đi này đã bị hủy theo yêu cầu của phía Việt Nam mà lý do được nêu ra là vì chuyện nội bộ. Vua William Alexander nói rằng ông hoàn toàn bất ngờ và không hề biết lý do vì sao chuyến thăm Việt Nam lại bị hoãn. Vua Hòa Lan nói rằng phải chờ xem lý do hoãn chuyến thăm là gì, nhưng ông tôn trọng quyết định của Việt Nam vì họ có thể có những lý do rất cấp bách trong nội bộ đất nước. Vài ngày sau đó thì truyền thông Việt Nam đưa tin ông Thưởng nộp đơn từ chức. Người kế nhiệm hiện nay là Đại tướng Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Giới quan sát nhận định rằng việc chuyến thăm cấp nhà nước của Hoàng gia Hòa Lan đến Việt Nam buộc phải hủy vào phút chót do tình hình nội bộ của Hà Nội sẽ để lại một tiền lệ xấu trong nền ngoại giao Việt Nam và ảnh hưởng đến uy tín của giới lãnh đạo Cộng sản trong cộng đồng quốc tế. Một tòa án ở Trà Vinh vừa y án 4 năm tù đối với ông Thạch Cương và 3 năm 6 tháng tù đối với ông Tô Hoàng Chương, hai nhà hoạt động cho quyền của người bản địa Khmer Krom ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với hai ông về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cáo trạng cho biết cả ông Cương và ông Chương đã sử dụng mạng xã hội Facebook để phát trực tiếp các video clip, hình ảnh cũng như chia sẻ các nội dung bị cho là gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương. Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Cầu Ngang ngày 20 tháng 3 năm 2024 đã tuyên phạt ông Cương 4 năm tù và ông Chương 3 năm rưỡi tù, và sau đó hai ông đã kháng cáo.
Ngay sau khi hai ông bị công an Trà Vinh bắt giam vào ngày 31 tháng 7 năm 2023, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ Rasmus Hussens lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các ông ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như cho phép các nhóm xã hội dân sự được hoạt động ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa hai ông Cương và ông Trương vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo và liên tục vận động để hai ông được tự do. Tổ chức này cũng cho rằng hai ông bị bắt vì các hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo, cụ thể cho là đã phổ biến tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa, cũng như cho rằng hai ông ủng hộ quyền của các Phật tử Khmer Kom được thực hành tôn giáo của họ phù hợp với nền tảng dân tộc và văn hóa của họ mà không bị nhà nước can thiệp. Trong khi đó, Liên đoàn Khmer Campuchia Kom đã tổ chức bảo vệ quyền của người Khmer Kom có trụ sở tại Mỹ, nói rằng việc hai ông này phổ biến tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa không phải là một hành vi phạm tội. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không công nhận sự hiện diện của người bản địa tại Việt Nam và xem những người này là một tổ chức phản động chống phá nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức. Sau phiên sơ thẩm, ông Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, đưa ra nhận định trong một thông cáo rằng: "Chúng tôi lên án chính phủ Việt Nam vì sự trấn áp và đàn áp trắng trợn, dai dẳng nhằm vào các dân tộc thiểu số và tôn giáo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc chính quyền Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền. Chúng tôi kêu gọi phán quyết, phản đối, bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ, có dụng ý, định kiến xấu nhằm vào Việt Nam. Người Khmer Kom chủ yếu theo Phật giáo Nam Tông và không được chính quyền Việt Nam xem là người bản địa. Theo các nhóm nhân quyền quốc tế, người Khmer Kom cũng giống như tình trạng của nhóm dân tộc Thượng ở Tây Nguyên, phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, nhóm họp và đi lại." Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.